chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay thì cô muốn chia sẻ với anh em về một cái cập nhật mới mà cô đã cảm thấy là rất là ok trong cái cập nhật này vào ngày mai, từ 5 giờ đến 7 giờ vào ngày 26 tháng 5 là ngày mai đúng không? Bảo trì. Sau đó là nó sẽ ra một vài cái cập nhật, đó chính là sự kiện cửa hàng hẹn giờ từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5 này mình không biết. Cái mà mình quan tâm nhất đó chính là nó sẽ ra hoạt động lôi đài công bình tử 1v1, 2v2, 3v3, 4v4. Nó giống như là những gì mà mình đã khóc rất là nhiều trong những cái video mình đi Tống Kim cũng có, video mà mình đi Anh Hùng Tháp cũng có, mình khóc lóc quá trời khóc lóc luôn. Trời ơi, bên game ơi, ra một cái lôi đài giùm tôi cái này nọ, cái kiểu mất công là tôi ra Ba Lan Huyện hay là mấy cái map khác bị phá đồ sát, đang đánh giữa chừng bị cụ sát đồ này nọ đồ đúng không? Bây giờ là Vinagame cũng đã lắng nghe được chúng ta rồi anh em, rất là mừng luôn. Lần thứ anh N cua đã xin khóc lóc cái kiểu, không phải đề nghị cái kiểu, góp ý cái kiểu, thì cuối cùng Vinagame cũng ra được cái lôi đài công bình tử. Chúng ta có thể lôi đài 1v1, 2v2, 3v3, 4v4 rất là ngon. Ngoài ra thì ngày mai chúng ta sẽ có thêm một cái nữa là hoạt động boss giả ngoại mới theo cấp tông sư. Cái này mình chưa biết như thế nào. U quá, nhân vật kết thúc boss giả ngoại sẽ được thêm phần thưởng nữa. Đù, này ngon nha. Này ngon đó. Luyện hóa bí kíp, thêm nút chọn bí kíp cực. Này là ưu tiên cho những anh em nào mà té núi bằng vàng á. Số lượng xếp chồng 100, số lượng ép kép. Rồi, u quá hiệu ứng in gì? U quá hiệu ứng hình ảnh với bản cài đặt mới và một số cập nhật khác chờ đại hiệp khám phá. Thì ngoài ra thì cô có xem một cái bài viết của một người bạn ở trên Facebook luôn, xong rồi cái cũng có một cái là để cho anh em xem cái này, thì hy vọng là nó sẽ fit được. Đây, đó chính là ở trên group Võ Lâm Truyền Kỳ một mobile thì có một anh em, anh ấy đã ghi là kính gửi với game, mình kính mong xem xét hai hệ phái Thiếu Lâm Thiên Dương Bang, kỹ năng tông sư không hỗ trợ được gì, Thiếu Lâm phản đam không gõ, hiệu ứng chăm chăm mà gần như phới, khả năng hồi phục không có nhiều luôn, thấy không? Đó, vô dụng. Thiên Dương Bang thì hiệu ứng thổ thương gần như là mất luôn, đó, khả năng hồi phục không còn nữa. Hệ kim vốn tay ngắn cho bọn không chế mà giờ thành phế vật luôn. Xong rồi Sơ Tâm có comment lại một cái, ngày mai thì anh em kiểm tra lại nha. Hiệu ứng thọ thương đã được fix lại tại phiên bản mới vào ngày 20 tháng 5. Huynh có thể cập nhật phiên bản mới và chết lại giùm. Nếu không cập nhật, từ 5 giờ ngày mai, game sẽ có thông báo cập nhật. Cái này thì mình vẫn chưa biết như thế nào. Thì anh em thử kiểm tra lại coi phải hay không. Ngày mai là ngày 25, nhưng mà mình đọc cái này là nó ghi là ngày 20 tháng 5. Không biết có phải hay không, hy vọng là nó fit lại để cho những anh em môn phái Thiên Dương Bang, môn phái Thiếu Lâm có thể có thọ thương, chứ không có thọ thương cũng kỳ đúng không? Và mình nghĩ là nó có thể nó fit lại để cho cái bỏ qua để tránh nó có một chút xíu giá trị. Chứ nhiều anh em chơi theo cái dạng mà cứ build tỷ lệ tăng thời gian tăng sức mạnh chí mạng, hoặc là tỷ lệ tăng thời gian tăng nội công chí mạng, nhiều anh em đi build theo đằng đó, không build bỏ qua để tránh luôn, mà anh em khống chế người ta như cái máy điện vậy. Vậy đâu có lý đâu, đúng không? Bắt buộc anh em phải build bỏ qua né tránh, anh em đánh vô né tránh, đánh vô người ta chứ cái đi, đánh vô người ta sẽ có hai khả năng xảy ra, một là đánh trúng, hai là đánh không trúng. Khi mà đánh trúng thì chúng ta mới có thể khống chế người ta. Còn cái này là anh em đánh vô đối phương né tránh quá trời luôn, mà anh em đánh vô đối phương cứ bị khống chế liên tục như vậy. Chỉ có nước là anh em đánh vô Tống Kim rồi anh em mới bị lên né, đúng không? Chứ bình thường solo anh em khống chế người ta như cái máy luôn, vậy cũng kỳ. Ở cái này là Vinagame nên làm rõ cái vụ bỏ qua né tránh. Nếu những người nào bỏ qua né tránh thấp, nếu như bỏ qua né tránh thấp thì đánh lên né nhiều lên cho tôi, như vậy nó ok hơn, bỏ qua né tránh nó mới đúng chứ. Chứ người ta mà người ta build né nhiều nè, xong rồi mấy ông cứ build tỷ lệ tăng thời gian tăng quá trời luôn, mà mấy ông khống chế người ta đứng cứ ngắt đâu được. Bắt buộc phải build bỏ qua né tránh mấy ông mới có thể khống chế được người ta, đúng không? Đã là mình đánh vô người ta sẽ có hai trạng thái, một đánh trúng, hai đánh hụt. Đánh không trúng á thì đánh trúng mới có khả năng mình khống chế người ta. Chứ giờ mà mấy ông không build bỏ qua né tránh mà mấy ông đánh trúng người ta hoài luôn cũng kỳ. Đó, cái này là mình nghĩ là Vinagame nên
tăng chính xác hơn cái thằng bỏ qua né tránh, làm đúng hơn về bỏ qua né tránh thì sẽ ok. Nhưng mà quay lại cái tình hình cập nhật này thì mình thấy là rất là ổn. Tại vì Vinagame đã lắng nghe chúng ta và anh em cũng có thể thấy là cái anh Nguyễn Công ảnh cũng có một cái topic ở trong group Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile nói rất là rõ ràng luôn, như cô cũng nói luôn. Đó, thì bây giờ là mình muốn góp ý người ta thì mình cũng phải ghi ở trên group rõ ràng. Mong Vinagame chứ chưa gì hết mấy ông chửi định mệnh cái game này game nọ rồi làm gì hút máu đâu này nọ, thì chắc chắn là người ta cũng không nghe là anh em đâu, không nghe tiếp thu của anh em đâu. Anh em phải nói đàng hoàng người ta mới tiếp thu. Đó, giống như là cô cũng đã nói rất là nhiều trong các video hay là livestream, cô nói là cái game này thiếu lôi đài, thiếu công bình tử, mong là Vinagame có thể fit công bình tử. Cuối cùng cũng đã ra đây, thấy không? Đó, hy vọng trong tương lai thì cũng sẽ fit lại mấy cái vụ mà lót hình ảnh. Bây giờ là đi một cái trận tống kim hay là công thành chiến rất là đông, tầm mấy trăm người xuất hiện xung quanh mình mà mình hiển thị được có 50 người à. Mà 50 người đó khi mà mình chết mình cũng không thấy được thằng nào giết mình luôn. Bây giờ ức chế lắm, nếu như mà có fit lại được á thì mình hy vọng là fit sẽ như thế này. Bây giờ là Vinagame sẽ có những cái hình ảnh như thế này, ví dụ kém nữa là cho thấy 10 chỗ tiến cử thấp nè, thấy 15 người, kém là thấy 5 người đúng không, mình có thể tăng giảm luôn nè, thấp cũng có thể tăng giảm luôn đúng không, chung thì cái này thấy 50 người hoặc là 30 người, còn cao này là thấy tất cả luôn, mấy ông nào mạnh thì ông đó để cao hoặc là để cao hết tất cả, kéo về hết để cho chúng ta thấy hết tất cả mọi người xung quanh chúng ta, chứ không còn cái tình trạng mà chúng ta chết mà không biết thằng nào giết hết trơn rồi chúng ta chết ngắt rồi chúng ta chuẩn bị hồi sinh lại nó mới hiện ra cái đứa giết mình. Còn không nữa là lúc mà chúng ta đang đánh đúng không, tức là đang đánh mà chúng ta ăn hết combo của đối phương luôn rồi thôi mà một hồi cái mới thấy là cái thằng đó nó đứng kế bên mình nó đánh mình đó. Cái điều đó là cần phải fix lại, nên fix lại và mình hy vọng là trong tương lai sẽ fix lại. Tiếp theo nữa đó chính là cái vụ mà mình ưu tiên người chơi, ưu tiên mục tiêu rồi á, thì ở trong tấm kim thì mình vẫn thấy là nó bị cái tình trạng là nó đánh vô mấy con quái, nhưng mà cái đó là chắc chỉ là lỗi nhẹ thôi. Cái lỗi mà mình cần làm á là cái cần cập nhật, chứ phải cái lỗi, cái mà cần cập nhật thêm á là cái màn hình cao cho thấy tất cả mọi người đi, đừng có cho thấy 50 người chứ ví dụ cái chỗ của mình là năm mấy 60 người là mình thấy mấy người còn lại đâu có đâu, nhưng mà người ta vẫn có thể người ta ra quýnh mình chết cây cho đó, bình thường chết cây cho đó nhiều anh em cũng phản ánh như vậy. Và mình hy vọng trong tương lai thì Vinagame có thể góp ý, tại vì trong cái cập nhật này thì cô thấy là Vinagame làm rất là tốt. Cảm ơn Vinagame luôn, Vinagame đã lắng nghe được những cái tâm sự của mình, ra được cái lôi đài công bình tử, và cô nghĩ lôi đài công bình tử nó cũng giống như cái này đây. Rồi thì mình nghĩ là công bình tử của Võ Lâm 1 của mình giống như cái này nè anh em, hy vọng là giống như cái này thì cho dễ. Nè, mình bấm vô, ví dụ đây công bình tử đúng không, mình vô cái lôi đài đó thì nó sẽ có những cái lôi đài như thế này, số 1, số 2, số 3, số 4 gì đó. Xong rồi anh em muốn solo đúng không, thì anh em bấm vô công bình tử lên lôi đài, chúng ta chọn lôi đài vô solo. Rồi ok chưa, cái đó solo 1-1 ai cũng được. Rồi ví dụ như mà mình đánh 2-2 đi thì mình lập BT với một người nào đó nữa, sau đó mình lên lôi đài. Những người nào mà không lập BT, không lập nhóm thì họ sẽ không tham gia được lôi đài. Rồi quá ngon luôn anh em. Hoặc là có những trường hợp mà một mình anh này, ảnh là chùm, ví dụ anh là chùm đúng không, chùm server đó, rồi xong rồi cái ảnh lập một BT thôi, một mình ảnh. Xong rồi người khác người ta sẽ lập 4 người vô một nhóm, người ta bấm vô khiêu chiến, thì bấm vô khiêu chiến sẽ có những người hiện ra đây, chúng ta bấm vô cái chúng ta đồng ý là bắt đầu vô đánh nhau. Thì như vậy thì ở trong cái game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile làm như vậy thì chúng ta sẽ đỡ tốn thời gian phải đứng chờ chuẩn bị này nọ, nó mất thời gian, không giống như là ở bên Võ Lâm Truyền Kỳ 1 PC. Ở Võ Lâm Truyền Kỳ 1 PC thì anh em cũng biết do cái công bình tử nó rất là ok luôn, mọi người đều có thể là vào xem cũng được luôn đúng không, những người khác là ẩn thân đó. Nhưng mà con cái là cái thời gian chuẩn bị nó lâu khiếp khủng luôn. Đây là một cái game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, mình cho anh em xem thử, mình dự đoán thôi nha, dự đoán công bình tử là ở trong đây khi mà chúng ta có một cái lôi đài nào đó đang quýnh nhau thì những người khác người ta chạy lại đây, người ta sẽ có một cái chữ quan chiến bấm vô, lúc đó là chúng ta có thể quan sát ngay cái chỗ mà cái lôi đài nó luôn, hoặc là chúng ta có thể quan sát chính xác một cái nhân vật nào đó luôn. Ngoài ra thì anh em có những góp ý gì nữa muốn
Vinagame cập nhật cái gì nữa thì anh em nhớ comment phía bên dưới để cô tổng hợp, sau này có làm clip nào đó hay có livestream đồ này nọ cô cũng sẽ nói liên tục đồ này nọ luôn. Hy vọng Vinagame có thể lắng nghe và feed lại. Cái này Vinagame cập nhật lại rất là tốt luôn. Cảm ơn Vinagame nhiều nha, đã ra được cái lâu đài để cho chúng tôi có một cái gì đó chúng tôi giải trí, chứ tối ngày trên ngoài cũng chán đúng không? À, chúng ta lên lôi đài bắt cặp nhau, đấu nhau ăn ngân phiếu đồ này nọ, xóa ạt các kiểu nó vui hơn. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình, đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút cái chuông kế bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.